thầu dầu tía thuộc họ thầu dầu hay còn có tên gọi khác như đu đủ tía, đu đủ dầu. Cây có chiều cao khoảng 4-5 mét, lá lớn, có răng cưa, quả mềm, có hạt. Một số bệnh lý được ứng dụng điều trị bằng lá thầu dầu tía như táo bón, trĩ, sa tử cung, bệnh ngoài da, phong thấp, đau xương khớp. Cây nhỏ cao tới 4-5 mét, vỏ có màu sắc khác nhau tùy thứ, các cành non đều có phấn trắng, lá lớn, có thủy chân vịt sâu, mép lá có răng cưa, cuống dài, có tuyến, lá kẽm sớm rụng. Lá, thành chùy, hoa đực ở phía dưới, hoa cái ở trên, có nhiều lá bác phủ ở ngoài, quả nang màu lục hay màu tím nhạt, có gai mềm, chứa 3 hạt, hạt hình bầu dục có mỏng lớn, bề mặt nhẵn, màu nâu xám, có vân đỏ hay nâu đen. 7. Có quả tháng 4-8. Hạt thầu dầu chứa 40-50% dầu, 25% chất albuminosid, một chất có tinh thể và nitrogen, ricin, axit malic, đường, muối, cellulo, ricin. Men trong đó có men lipase, dầu chiết xuất lạnh từ hạt chứa nhiều chất hữu cơ có gốc là glycerin. Chất ricin là một protein độc ở trong hạt, chất này biến mất khi bị ép vì nó nằm lại trong khô dầu. Dầu thầu dầu là một chất lỏng dính có mùi khó tính nhuận tràng và sổ, tác dụng này khá nhanh, không gây kích thích ống tiêu hóa. Hồng Quyên rất vui mừng khi được gặp lại quý vị khán giả 360. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về bệnh trĩ. Có lẽ đó là một trong căn bệnh mà ít nhiều ai trong đời người thì cũng sẽ có người gặp phải, nhưng mà là nhỏ hay là to thôi. Và với căn bệnh trĩ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái vị thuốc, một loại cây mà nó có thể chữa trị và giúp hỗ trợ căn bệnh này rất là nhiều. Đó chính là cây thầu dầu tía. Và để có thể chia sẻ về dược tính của cây này cũng như là cách sử dụng ra sao thì xin mời quý vị khán giả mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Dương Minh Sơn, hiện đang là ủy viên ban chấp hành Hội Y học Giới tính, trưởng khoa da liễu Viện Y học Cổ truyền Trung ương. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã. Vâng, chào Hồng Quyên, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, bệnh trĩ là bệnh mà nó nguyên nhân nó xảy ra thì có thể nhiều người do từ bị táo bón này hoặc là một số phụ nữ mang thai phải căn bệnh này. Vậy thưa bác sĩ, ngoài ra còn có những nguyên nhân nào khác gây ra căn bệnh này nữa ạ? Bệnh trĩ là một cái bệnh thường gặp, rất thường gặp của những người, đặc biệt những người trưởng thành. Các cụ ngày xưa thường nói là thập nhân cửu trĩ. Vâng. Tức là 10 người thì đến 9 người là bị bệnh trĩ. Thì đây là một cái bệnh rất là phổ biến. Nó ảnh hưởng bởi thứ nhất là về cái chế độ sinh hoạt rất quan trọng. Về tuổi tác. Đấy, về vấn đề là những cái bệnh lý khác. Thế điều trị cái bệnh trĩ này chúng ta có rất nhiều cái bài thuốc, có rất nhiều những cái phương pháp điều trị khác nhau, cả về nội khoa, về ngoại khoa, y học cổ truyền cũng có rất nhiều những để điều trị các bệnh lý về bệnh trĩ. Trong đó có cái cây thầu dầu tía mà chúng ta đang đề cập. Vâng, thưa bác sĩ, về những ngoài nguyên nhân mà Hồng Quyên chia sẻ, hai nguyên nhân đó là thì còn nguyên nhân nào dẫn tới căn bệnh trĩ này nữa ạ? Theo học cổ truyền thì bệnh trĩ là do vấn đề là tạng tỳ là bị suy nhược. Tỳ là chủ về cơ nhục, cho nên khi cái tạng tỳ mà nó sẽ dẫn đến những cái chứng xa như là trĩ hoặc là xa sinh dục. Với những cái triệu chứng của bệnh trĩ là người ta chia làm 4 độ. Đấy, độ 1 thì là có chảy máu nhưng mà khỏi hậu môn. Cái độ 2 là có chảy máu và trĩ thò ra nhưng nó tự co lên được. Cái độ 3 là trĩ thò ra khỏi hậu môn mà khi đi vệ sinh chúng ta phải rửa và chúng ta đưa vào. Thế và cái trĩ độ 4 thì kể cả chúng ta đưa vào cũng không thể vào được. Thì tùy những cái mức độ về độ trĩ, các phương pháp điều trị thích hợp, có những điều trị có những cái chỉ định điều trị khác nhau. Thưa bác sĩ, tôi được biết là cây thầu dầu tía nó có tác dụng như là làm giảm đau rát nè, hay cũng như là ngăn ngừa viêm búi trĩ. Vậy bác sĩ có thuốc đối với cây thầu dầu tía và cụ thể với căn bệnh về bệnh trĩ được không ạ? Thầu dầu thì có hai loại, một loại là thầu dầu lá xanh, một loại thứ hai là thầu dầu lá màu tím hoặc màu hồng mà chúng ta gọi là thầu
Thì đối với y học cổ truyền, chúng ta chủ yếu sử dụng cái cây thầu dầu tía bởi vì nó có nhiều hoạt chất có tác dụng nhuận tràng tốt hơn là cái cây thầu dầu xanh. Thế và sở dĩ nó có tác dụng là bởi vì này cây thầu dầu có rất nhiều những cái tinh dầu có tác dụng nó nhuận tràng. Thế và cái hay của cái tinh dầu thầu dầu này nó nhuận tràng nhưng không gây đau bụng, không ảnh hưởng ung, cho nên thường được sử dụng để điều trị những cái chứng táo bón ở người phụ nữ có thai. Tuy nhiên thì cái vấn đề điều trị liều lượng ra sao thì tùy từng bệnh nhân mà chúng ta sĩ. Ngoài ra thì cái lá của cây thầu dầu tía cũng thường được sử dụng để điều trị những chứng bệnh trĩ có xa ra ngoài khỏi hậu môn, chỉ sử dụng ngoài chứ không uống. Chúng ta của cây thầu dầu tía ra và kết hợp với một số những cây vị thuốc nữa, ví dụ như là cây la vông. Đấy, chúng ta giã nát cùng sau đó chúng ta đắp vào bối trĩ. Ngoài ra y học cổ truyền còn sử dụng dầu tía để ngâm, chúng ta thái nhỏ, chúng ta sắc lên và khi đi vệ sinh xong rồi chúng ta ngâm thì có tác dụng làm xe bối trĩ, chống xuất huyết, chống chảy máu và bối trĩ co lên. Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Rõ ràng chúng ta thấy là chỉ cần căng thẳng thôi mà cũng tạo nên nhiều căn bệnh, đặc biệt là bệnh trĩ, đúng không ạ? Và như bác sĩ cũng nói là tỷ lệ phụ nữ mắc phải bệnh trĩ thì cũng có vẻ dường như cao hơn so với nam giới. Vì thế mà trong chương trình ngày hôm nay, bức thư mà ngày hôm nay tôi trích đọc cũng đến từ một khán giả là một người nữ giới đó. Bạn ấy có chia sẻ như thế này ạ. Bạn ấy tên là Trần Ngọc, đến từ Thái Bình. Bạn có hỏi là tôi thấy cây thầu dầu có hạt chứa độc. Vậy khi mà sử dụng thì cần sẽ phải lưu ý những gì hay phải làm như thế nào để tránh được? Ngoài ra thì nếu mà bị trĩ ngoài, việc dùng cây thầu dầu tía để điều trị cần phải chú ý điều gì nữa? Khi sử dụng thì chúng dầu của cái quả cây thầu dầu đó thì cái chất dầu đó thì bản thì nó không độc, nhưng mà cái phần thô, cái phần vỏ, cái phần chúng ta ép ra gọi là phần thô thì, cho nên khi sử dụng chúng ta thường người ta tránh là không sử dụng cái phần vỏ thô ép đó, mà muốn sử dụng thì chúng ta lại phải hấp ở nhiệt độ cao thì cái chất độc đó nó có thể sử dụng được, hoặc là chúng ta đốt thành than ra thì nó cũng có tác dụng là nó trợ tiêu hóa tương đối tốt. Vâng, thưa bác sĩ, vậy là vừa rồi là bác sĩ cũng đã chia sẻ giúp cho bạn Trần Ngọc có thể giải đáp bớt thêm một số những cái lo lắng và thắc mắc của mình. Tức là tìm hiểu một bài thuốc giúp chữa bệnh cho mình thì còn nhiều yếu tố và còn nhiều cách để chúng ta có thể sử dụng, đúng không ạ? Còn bây giờ thì sẽ có một câu hỏi cuối cùng dành cho bác sĩ, đó là ngoài công dụng điều trị bệnh trĩ thì cây thầu dầu tía trị những căn bệnh nào khác hay không? Xin nhờ bác sĩ có thể điểm tên. Đối với cây thầu dầu tía thì ngoài vấn đề điều trị bệnh lý về trĩ là chủ yếu thì còn có tác dụng như là cái rễ và cái trừ phong thấp. Thế và cái lá thì có tác dụng là điều trị một số bệnh lý về ngoài da. Đấy, cũng rất hay. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải kết hợp với những các thuốc khác nữa. Đấy, ví dụ như là lá lốt hoặc là sử dụng với lá trầu. Đấy, trong vấn đề chúng ta ngâm rửa thì hiệu quả là sẽ tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dương Minh Sơn. Thưa quý vị khán giả, chúng ta thấy rằng là qua chương trình ngày hôm nay á, mỗi một căn bệnh không chỉ xuất phát từ một nguyên nhân bên ngoài mà nó còn xuất phát từ chính tinh thần của chúng ta nữa. Cho nên trước khi chúng ta dùng các loại thuốc kết hợp vào để có thể hỗ trợ thì bên cạnh đó chúng ta cũng còn sử dụng một loại thuốc khác, đó chính là tâm dược. Tức là tâm trí của chúng ta mà khỏe mạnh, vui vẻ thì cũng sẽ giúp hỗ trợ, giúp cho căn bệnh mình được giảm thiểu rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.